Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Công Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ hỡi với điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Thì như ngày hôm nay, như mấy bạn đã đọc tiêu đề thì chắc bạn cũng biết video hôm nay chúng ta sẽ làm về cái gì đúng không? Đúng vậy, hôm nay sẽ tiếp tục là một video mới của series cặp đôi đại chiến các bạn ạ. Và có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm cái series này. Nhưng mà tiếc là ngày hôm nay chỉ có hai cặp đôi thôi, chính là Phong Sam và Simkai thôi. Chỉ có hai cặp đôi thôi các bạn ạ, cho nên là hơi ít người xíu nhưng mà không sao. Nhưng mình sao vẫn sẽ cố gắng à. Tại vì tụi hai tụi mình là những cặp đôi gọi là cơm chó riêu luôn á. Cơm tớ riêu, cơm tớ riêu đó. Đó, thì ngày hôm nay á, Kai có muốn khác biệt xíu là mình với bạn chung đội, còn Sim Sam chung đội không, hay là vẫn cặp đôi bình thường? Bây giờ bạn mà muốn khác biệt nữa là bạn phải cho mình với Sam chung đội, bạn với Sim chung đội là còn khác biệt nữa luôn á. Cũng hợp lý. Sao Sim thấy vậy được không? Sim không thích. Tôi không bao giờ làm bạn với kẻ thù. Ủa vậy bạn kêu mình là kẻ thù hả? Ok được. Tôi là đồng màu xanh chứ không phải là bạn bè đâu nha. Rồi ok vậy thôi, tôi sẽ chung đội với Sam tiếp. Tôi chỉ muốn cho game thú vị hơn thôi. Được rồi, ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với trò chơi này nha các bạn nha. Và nếu như người thua thì sẽ bị gì giờ nha? Phải cho cặp đôi thua là sẽ bị gì đi chứ? Ví dụ như là bao một chầu đi ăn chẳng hạn, được không? Được luôn, bao đi ăn hay đi lao luôn bạn ơi. Ok, được, nhớ nha. Rồi ok, được. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào bạn ơi. Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của Mèo Simi, Kyron và Sammy cùng với tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bắt đầu video nào. Let's go. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trò chơi đầu tiên để coi là gì đây. Cái trò này là chúng ta sẽ phải đào tuyết cho cái người đối phương bị té xuống dưới. Được rồi, Sam ơi, qua bên chỗ Phong nè. Sam à. Ai, quên. Trời, tự nhiên Kai đào tuyết cho Sim. Ê, phải từ Kai, bây giờ cho hai chị em đấu với nhau trước đi rồi anh em mình đấu với nhau vậy nó mới công bằng đúng không? Rồi, mình nghĩ vậy nó mới công bằng á. Rồi Sim Sam đấu đi. Rồi Sim. Ồ, để coi Sim với Sam ai sẽ là người giành chiến thắng đây. Các bạn thấy được là Sim đang muốn được kinh. Wow, căng thẳng quá. Né. Hai chị em cùng té luôn mới ghê chứ trời. Không sao, hai chị em mình coi nhau có nhau. Trời ơi, may quá, may cho Kai đó. Mình chỉ tính mình tính là mình tính rồi là làm một pha cho bạn. Làm pha gì? Yes. 1-0 nghiêng về đội của Phong Sam. Dạ, 1-0 nghiêng về đội của Phong Sam nha. Ủa, tiếp theo là trò gì đây? Cát rơi hả? Ok. Cái quần cát. Rồi xong, Kai với Sam chết rồi. Giờ là còn Phong với Sim nè. Hai anh em xì chung nè, màu xanh nè. Sim ơi, cố lên. Cố là cố thế nào? Sim ơi, thua đi Sim ơi. Một điều nghiêng về đội của Sim. Ui, lại tiếp tục là cái trò đào tuyết nè mọi người. Oh my god. Cái trò đào tuyết này hơi bị vui đó nha. Ok, bây giờ tiếp tục nha Kai. Bây giờ mình để cho hội chị em đánh nhau trước đi rồi anh em mình đánh. Ok. Wow, mà chúng ta thấy. Ôi, rồi sao mình té rồi? Không, cái đó là mình tính trang gian xíu mà thôi, mình nghĩ lại không được cho nên là mình sẽ nhảy xuống. Ok. Mình chọc cay xíu ơi bạn ơi. No, rồi xong xuống té luôn rồi. Ủa lại thắng. Yeah. Hồi nãy là mình cho anh cay xíu thôi. Ok, rồi được rồi, vậy là coi như là 2-1. Yes, hay quá. Bữa này là gì đây? Cái kỳ quá. Cái này lại là trò cát nữa. Ủa sao từ nãy giờ chơi trò này hoài ta? Sam ơi, đừng có chạy sau lưng Phong nha, chạy sau lưng Phong là chết á. Ok. Được rồi, đừng đẩy gần tôi, Rồi sao Phong đi rồi? Ôi, thắng rồi. Ôi, còn xíu với cay kìa. Đây, để cay chết cho. Mình vẫn có một đĩa mà. Đúng không? Tính điểm mà. Ok, 2 điều đi. Vậy tính là 2 điều đi. Ok. Cái trò này là cái trò mà block nó đổi màu. Nó đổi màu một cách rất là gì ta? Nó ngẫu nhiên chứ không phải là mình đứng đâu nó vậy. Đúng rồi, nó đổi màu ngẫu nhiên á cho nên là phải canh thôi. Sam ơi, coi chừng nha Sam. Được rồi.
Không có đánh được đâu Kai ơi. Kai tính chơi trò đánh Sam gì? Tôi mới thấy Kai đánh Sam kìa. Có đâu. Ôi thôi xong tôi rồi. Oh my god. No, Sam té rồi. No, tôi té rồi. Sam ơi, cái Sam có chết. Ủa? Trời ơi, hồi xong. Yeah, thắng rồi Sam ơi, mình thắng rồi Sam ơi. Yeah. No. 3-2 rồi, 3-2 rồi. Ok, tiếp theo là ui trời đánh nhau tiếp hả? Fish. Trò này là chúng ta sử dụng cái con cá, chúng ta đánh nhau. Ok. Ê! No! Hay quá, sao mà để Phong nhảy xuống cho. Yeah! Ba điều. Ba điều, ok. Ba điều bạn ơi. Cứ giả bạn ơi. Rồi, tiếp theo là ủa? Tiếp theo là thiên thạch rơi trên trời xuống. Ok, trời phải né thiên thạch. Ok. Tôi cũng hơi bị sợ cái trò này luôn mọi người. Ui, thiệt đấy kìa, Rồi. Ôi, rồi. Oh my god. Ôi, núp ở dưới cái cây chứ chắc ăn các bạn ơi. Nguy hiểm lắm. Ôi. Vậy là thiên thạch nó sẽ rơi cho đến chừng nào, cho đến khi mà cái đảo này của chúng ta nó bị phá nát luôn á. Đúng rồi. Chắc chắn sẽ có người bị cháy này nha. Ai okay, hay là ai người chết bị đổ trước nè. No. Cái đó bị cháy rồi. Mình còn một máu chưa. No. Rồi xong luôn, cây bị đốt cháy rồi. Rồi xong luôn, cây bị đốt cháy rồi. Oh no, không bị cháy. Mình thắng rồi. Ôi sao mày thắng hả? Bốn ba. Ủa gì đây? Đó hả? Đánh nhau với zombie hả? Đánh nhau với zombie. Trốn. Bây giờ chơi cái trò này phải tìm chỗ trốn. Sao mày lại dùng chích à? Phong lại dùng chích à? Ủa sao mình lên được ta? Mình lên trước nha Phong. Ôi zombie creeper đâu, kiểu nhiều quá hả? Nô, tránh ra. Sao đây nè? Cái nào cũng nguy hiểm vậy? Sao nào cũng nguy hiểm vậy? Ôi, tránh xa đây nè. Tránh xa mình ra. No. Mình chỉ cần bắn tụi skeleton này thôi. Ủa sao tôi đứng ở đây mấy con sực. Ôi skeleton bắn ở đâu quá. Ây da. Đau quá chứ không được. Creeper tránh ra. Zombie tránh ra. Không ai được lại gần ta. No creeper nổ. No. Ở đây Kai ơi. Kai ơi, mình đánh cung rồi mày chui. Con skeleton nó bắn mình. No. No, mình sắp chết rồi. No. Ghét skeleton quá à. Mấy skeleton nó nổ ở đâu quá à. Ôi, zombie. Ôi, skeleton, đừng bắn skeleton ơi. Trời ơi, skeleton đáng ghét. Ôi, bên Kai ơi. Sao trận đấu này chưa kết thúc như vậy? Ủa, mọi người chết chưa? Yes, mình thắng rồi, yes. Vậy là bao nhiêu rồi? Vậy là 3 điều đúng không? Bốn điều. Ok. Đánh nhau nè. Cây ấy nè. Bây giờ là Cho hỏi chị em đánh trước đi. Ok. Trời ơi, chúng ta đang thấy ở trước mặt chúng ta chính là chị em Sim Sam tương đen. Sam ơi, la ba sau lưng. Coi chừng, la ba sau lưng nha Sam. Ok. Yeah. Rồi, để cây đây. Phong cận gamer. Sao cây đón gamer? Sao? Ui, làm gì? Làm gì? Làm gì? À, khiêng ông cay. Không thèm dùng khiêng luôn. Cái chạy cái. Làm gì? Sao nào? Số nào cái? Cái có giỏi buông cái khiên ra. Buông cái khiên ra. Ủa thì bây giờ người ta cho cái khiên không xài khiên xài gì trời. Nhưng mà tôi trời ơi tôi không đánh được cái bạn ơi, cay thiệt sự luôn á. Quay thằng này. And đây đi, cay nhảy xuống lava luôn. Tại sao biết sao không? Nếu như mà Phong không đánh, nếu mà Phong không buông khiên đánh cay chẳng lẽ hai ông đứng nhìn nhau. Trời ơi. Cay thiệt sự luôn á. Ok, trò tiếp theo sẽ là TNT từ trên trời rơi xuống. Sam ơi. Chúng ta đã 5-4 rồi, chúng ta không nào để thua được nữa Sam ơi. Ôi sao xin mấy màu rồi. Trời ơi, này ghê quá. Ôi trời ơi, TNT rơi đúng ngay người tôi luôn. Mà nó bây giờ giỏi cái trò này hả? Mà nó không giỏi cái trò này từ nào luôn. Cái chạy đi. Ôi! Trời ơi, quả TNT rơi đúng người tôi luôn. Trời ơi, quả TNT
đây? Là chạy nhanh nhất, chạy nhanh nhất. À, theo là vượt phải vượt qua bên mấy cái tấm ván này nè, bạn phải nhảy qua mấy tấm ván này. Không được đạp vô. Rồi. Mình được thêm điểm rồi, được 5 điểm rồi. Ok, mày quá. À, tiếp theo là one shot. Trời ơi. Cái này bắn một phát. Cái này bắn một phát là chết đó nha. Mà đóng giỏi thì sao mọi người. Ôi Simi mà không giỏi ai giỏi vậy. One shot, one kill. One shot, one kill. Simi này nè. Thả mới đừng có đứng ở trước mặt Phong. Nguy hiểm lắm. Tôi đã gây ra cái mũi tên đầu tiên rồi. Cái đó đi. 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 Ơi. Oh my gosh. Phong ơi, hai người Phong ơi. Hai người kìa. Mèo Simi, mèo Simi. Hello Phong, chúng ta đứng nói chuyện gì vậy? Hello Karen TV. Trời ơi, tôi vội quá, tôi vội quá. Cái giỏi quá, thank you. Ủa, Rushin Lava. 57 rồi, 57 rồi. Ủa, này lấy gì vậy? Bắt cua. Trời ơi, 57 rồi bạn ơi, mình thua cái round với Sim 2 điểm rồi. No. Ơi, Lava dâng lên. Oh my god. Rồi, Lava dâng lên đó. Rồi, xong. Cái té rồi. Cái té rồi. Ai? Cái gì Phong? Trời ơi, tôi muốn nhảy quá. Sao mà tôi vội vã quá vậy trời. Ồ, Sim cũng té luôn. Sim cũng té luôn á, nhưng mà do Phong chết trước á. Ôi, 58 rồi. 58, 58. Này bơi hả? Giờ tiếp theo là bơi lên. Trời ơi, khó quá. Bơi lên nhanh nè. À, mình hiểu chỗ này ơi. No. Ơ. Ơ. Đại gì? Yeah, win. 6-8, không sao sao, thua 2 điểm rồi Sam ơi, cố lên Sam ơi. Ôi, trò tiếp theo là phải đi hái mấy cái quả này. Ok, đi hái quả. Ok. Cố lên Sam ơi, đào càng nhanh càng tốt nha Sam. Em thấy đường. Tối quá à, không thấy đường. Sao đào được? Đây. Không thấy đường. Kai ơi, Simi phản bội Kai rồi, Simi đi đâu rồi? Ủa Simi ơi, Simi đâu rồi? Đây, Simi đây. Sao đào được, nó kéo đây sao đào được. Rồi, này đi ra, này vừa bận ra ngoài xíu. Bằng tay. Ui, tôi lên được nè. Ủa sao lên được hay vậy? Sam ơi, nhấn ship. Ủa? Nhấn nút ship là bay lên được. À. Không biết yeah, luôn. 78 rồi. Trò này là chúng ta phải đánh hả? Phải đánh cho mấy người kia đi xuống dưới, không có được đứng ở trên cái cổng. Ok. Skyron, đẩy xuống hết. Sim, Sam đánh Sim đi, Phong đánh Kai cho. Đánh xuống, chưa lên. Sam đứng trên đó đi, để Phong bảo vệ Sam. À, Phong cận á. Sao, Phong cận nè, sao. Phong cận sao. Oh my god. Ôi, đi xuống, không được lên đây. Đánh Phong đi, xin đánh Phong đi. Đánh Phong sao, tôi đánh lần hai người luôn á, chứ đó mà đánh Phong không? Đánh Phong nè. Ô. Đánh Phong không? Ây da. No. Trời ơi, tôi bị đẩy sạch. Yeah. 8 điều rồi, Sam ơi. Lật kèo Sam ơi. Ôi, tàn hình đánh nhau. Ơi, nhưng mà khoan, tôi có cái mũi tên ở trên vai. Tôi có cái mũi tên trên vai, lỡ thấy thôi trời. Hình như thấy cái mũi tên này á. Cái đó chạy. Hiện hình kìa. Tôi không biết đánh ai với ai luôn nha. Ơi, tôi không biết ai là ai luôn á. Yeah, Phong cận rồi. Hay quá chị ơi. Yeah, Phong cận rồi, Kai ơi. Ok. Bây giờ còn Sammy thôi. Lẫn vô mấy người đó đi Sam. Lẫn vô mấy người đó quýnh luôn. Ôi, trời ơi. Mình chơi PvP kém lắm mấy bạn ơi, thiệt khổ ghê. Mini Skyward. Trời ơi, dành. Giết trò này luôn rồi. Ôi, nhiều đồ ngon nha. Ok, mặc giáp vô. Ông có giáp chứ không? Tôi nhảy xuống đi đánh mèo Simi. Không kịp chị ơi. Trời ơi, Sam ơi, nhảy xuống chết luôn. Không nhảy được, cái này nhảy nó không được, không cho nhảy luôn á. Sao mà không nhảy được? Sam ơi, nhảy không được con. Nhảy nó bị chặn lóc tàng hình. Trời ơi, 18 rồi. Chưa kịp làm gì luôn á.
18 chứ cây ghê trời. Tiếp tiếp màu. Biết màu gì? Nhìn ở trên tay á, trên tay nó hiện màu gì vô màu đó. À không, okay. hay là mình phải đứng vô cái màu nào đó ta. Xong nó sẽ tự chọn ta. Hình như là nó chọn trúng màu của ai rồi. Ui màu xanh lá cây, màu xanh lá cây, màu xanh lá cây. À đây đây đây. Ủa là cái màu này á. Tôi chờ tôi tưởng màu tôi đưa. À, cái này là phải đẩy người ta xuống nước. Hình như là phải đẩy người ta xuống nước hay sao á. Ờ hả? Ờ đúng rồi. Đẩy người ta xuống nước, phải đẩy người ta xuống nước. Sam ơi, cái đó nè. Ô đồ, Sam ơi. Ôi, đẩy cái đó xuống. Đẩy cái đó lên. Đẩy cái đó lên. À, mèo Simmy vậy á, mèo Simmy vậy. Mèo Simmy vậy, mèo Simmy. Bạn tưởng mình đánh mèo không được á, mèo sửa, mèo Simmy. Rồi, sao cây bay vào luôn. Mèo Simmy vậy, mèo Simmy. Đánh mèo Simmy xuống. Không cho mèo Simmy lên. Sam ơi. Đây, đây, đây. Đánh xuống. Không cho mèo Simmy lên. Ở bên dưới, lâu là càng dễ chết. No. Oh no. Hay quá, no. Đúng rồi. No. Hay quá rồi. Sam kết thúc rồi. Một mình Simmy kết thúc. Sam ơi. Đây. Mười điều rồi, mười điều rồi. Hay quá Sam ơi, hay quá Sam ơi. Ok. Rồi tiếp theo hình như là mình phải giết dân làng, giết dân làng, giết dân làng. Giết dân làng. Không. Không. Không 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 phải giết dân làng. Thôi giết dân làng. Giết mấy cái ông kia chứ phải giết dân làng. Giết dân làng là trừ điểm. Giết mấy ông người xấu á. Giết dân làng là bị trừ điểm chơi. Ủa bên đây không có ai vậy? Bên đây không có ông nào vậy? Giết mấy anh trai người xấu á. Anh trai người xấu. Giết mấy anh trai người xấu. Ê, xin lỗi dùng oh từ no, no, mày xin mấy cao điểm nhất kìa Sam ơi. Đây tôi đang cố nè. Đánh ra ngoài không? Đánh ra ngoài á. Anh trai ơi, em cho em đánh là đâu quá. Thắng rồi, yes. 11-10. Không ai thắng được cái nào luôn các bạn. 11-10. Simmy được 11 điểm, Team Phong thì được 10 điểm. Ok. Bây giờ là bắn gà. Cố Sam, bắn. Gà đâu? Một con gà. Hai con gà. Ba con gà. Ui Phong bắn hay quá. Bốn con gà. Mình không dọa cho bắn gà mọi người. Bắn gà, trời ơi, tôi không ngờ là có trò này luôn á. Thôi, cái gì chứ đi, mấy cái thiện xạ này là Phong hợp. Phong hợp, Phong chơi được. Đúng không phải chuyên môn mà luôn oh trời. Oh my god. Gà nhiều quá, nó đến từ khắp nơi luôn. Cứ nhìn một hướng mà bắn thôi Sam, nhìn một hướng thôi, nhiều lắm. Ồ, oh, nhiều quá. Mấy con gà này. Xin lỗi mấy con gà nha. Mấy con gà cám xê này là bọn mình phải giết được bọn nó để bọn mình lấy được điểm. Xin sorry mấy em gà nhiều nha mấy em gà ơi. Ôi đâu, yeah. 11 điểm rồi. 11 đều rồi, gung quá Sim ơi, gung quá. Ok. Trò tiếp theo, trò này. Ui tôi biết trò này. Yes. Tôi biết trò này. Qua cầu á, đúng rồi, đặt qua bên kia hay sao á. Ôi. Riêng trò này thì Phong quá hợp rồi. Ui. À, nhảy qua mà. 12-11. Yes. Mấy bạn cá con đâu rồi? Mấy bạn cá con đâu rồi? Ơ, cái gì đây? Hai lúa. Trời tôi rất giỏi luôn. Trời tôi siêu giỏi luôn. Tệ luôn. Trời trời hai lúa. Hai. Ui, hai chưa? Ủa sao em được? À, trời ơi, tôi bị mất cái cây điều. Hãy đi Sam. Trời ơi, Sammy là hai lúa đẳng cấp rồi. Tôi là trò này tôi giỏi. Trò này tôi chơi giỏi lắm không? Này luôn rồi, tôi cũng thắng rồi. Còn con Phong luôn á. Ơi, tôi thấy bà đang ít điểm nhất các bạn. Ủa ảo vậy? Tôi bà đang ít điểm nhất luôn. Sammy mới là cao điểm nhất kìa. Mười hai điều rồi. Yeah, sơ. Ủa trò này trò gì đây? Library run. À bắt cua. Oh my god. Ui. Ôi cái này khó nha, cái này là trò bắt cua các bạn ơi. Ồ oh, đúng rồi, cái này bắt cua cẩn thận nha Sim ơi. Ok. Ủa? Oh my god. À? Mọi người tập trung quá. Té à? Cà té à? Oh no. Tôi té rồi. Ủa này làm sao? Tôi thấy mọi người đang tập trung quá, mọi người im lặng luôn các bạn ạ. À. Trời ơi, đây thật sự luôn. Tôi phải cố gắng lên. Lấy lại danh dự. Size. Mình với bạn té. Không biết nơi, không biết chỗ rồi. Cố anh Sam ơi. Bọn mình. Ôi trời ơi. Làm gì mà vội mà vàng. Ủa là 12 điều hả? 12 điều hả? 12 điều, nãy 12 điều rồi.
À 13, 12, 13, 12. Trời ơi. Ok, thôi lần này là chơi luôn, chơi luôn. Khỏi chờ. Khỏi chờ cái ơi. Nó tụi bay ơi, sao ơi, sao con thật sao lên. Cay quá. 14, 12. Trời ơi, 14, 12. Trời ơi, trời. Mọi người chung kết. Chơi game mà người tập trung quá. Người chơi game mà tập trung quá. Chung kết đâu mà chung kết. Hình như là còn đó Sim ơi. Vậy hả? Tôi té rồi. No, rồi sai. Đầu tiên à, 14. Cái này không để thua được. Cố gắng đều điểm lại sao ơi. Cố gắng đều điểm. Em tìm thôi. Rồi, có lên cây ơi, có lên cây. Có lên. Phải điều điểm lại. Cố lên Sam ơi. Cố lên. Simi té rồi. Chỉ còn cây đơn thôi. Cây đơn được căng rồi. Ui. No. Yeah. Chỗ cây hết rồi. 14 điều. Trời ơi. Căng thẳng quá. Ôi mọi người thấy không? Từ nãy giờ chơi game không ai nói tiếng nào luôn tại căng thẳng quá. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò cuối cùng. Trò này sẽ trò cuối cùng quyết định ai thắng ai thua, chơi không? Chơi luôn. Chơi luôn bạn. Tôi ghét nhất luôn phòng ơi. Rồi. Ai thắng ai thua quyết định từ đây. Trò này ai thắng ai thua quyết định từ đây nè. Riêng phần của trời ơi. Ôi xin nữa. Chúng ta bây giờ mới. Ây da. Ê Sim ơi. Cái đi rồi. Sắp đi rồi ta. Chủ quyết định ai thắng ai thua nè bạn ơi. Yeah. Thắng rồi Phong ơi. Thôi mình thua thôi. Cái thua xin rồi. Chưa chắc Sam ơi. Nguy hiểm Sam ơi. Cái rớt chồng này. Bác rớt của mình rồi. Ta không nên gãy sớm Sam ơi. Trời ơi tôi còn một tim Sam ơi. Sam ơi. Dòng biết bản thân mình quá. Cay à, không sao, vì sao cay cũng đánh thả cay thì thắng nhiều trận mà có sao đâu, đúng không? Nói chung đây chỉ là một cái trò chơi vui thôi, nhưng mà mình với Sam đã được một chầu đi ăn các bạn ạ, do Sim với cay tài trợ. Buồn quá. Ok bạn ơi, và mấy bạn các con của chúng ta đâu rồi? Mấy bạn hãy giơ cánh tay lên tự hào là cá con nào. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye bye, bye, bye. Okay.